lên sóng một chiếc lọc khí Panasonic, mã của nó là VXH70 nhé. Chiếc này là dòng mặt dâng cánh vẫy, hai lá vẫy này. Mặt dâng nhé, khi chúng ta khởi động tắt này, khi chúng ta tắt thứ hai này, cánh vẫy phía trên sẽ cụp lại, phía trước mặt dâng cũng sẽ cụp lại để ngăn không cho cái bụi bẩn nó lọt vào trong máy. Được trang bị rất là nhiều cảm biến nhé. Đây là một trong những dòng cao cấp nhất của Panasonic. Đây là vị trí của cảm biến khói bụi này. Đây là cảm biến độ ẩm này, cảm biến mùi này. Khi chúng ta bật lên này, thì mặt phía trước dâng lên và hai cánh sẽ mở ra. Đây là vị trí của khay nước bù ẩm nhé. Sản phẩm mới được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài nhé. Khay bù ẩm này, khi mình tháo ra thì nó sẽ cảnh báo. Ở đây mình sẽ bỏ một cái xốp. Đây là cái cảnh báo không có nước nhé. Khi có nước thì cái phao này sẽ dâng lên. Đấy, hiện tại mình không bỏ nước nên sẽ là bỏ cái phao này dâng lên. Serial thông tin của sản phẩm này. Sản phẩm mới được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài nhé. Nên các bác yên tâm về là sử dụng ngay, không cần phải thao tác gì thêm. Đối với sản phẩm nội địa Nhật sử dụng điện 100V nhé. Còn ở một cái mặt cánh phía trước này, phía trước người ta lấy nó ra này. Đấy. Thì cái bộ lọc của chiếc này thì cực kỳ mới luôn, không khác thì là chưa xài. Bộ lọc HEPA này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây là thang hoạt tính cũng thế này. Khi lắp vào cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây trên này nó có hai cái mấu này, chúng ta có thể cho hai cái mấu ở phía trên này vào trước hoặc là hai cái chốt ở dưới vào trước. Trên này đây hai mấu đây. Ta lắp vào này. Tương tự phía dưới này cũng thế. Rồi, khởi động máy này. Đây. Còn các phím điều khiển ở trên máy này. Đây, cánh dừng nhé. Đây là phím bật tắt này. Đây là chế độ lọc này. Ở đây cái hiển thị đang có chữ màu đỏ đây, tức là ta đang chọn, ta có thể chọn ở đây. Cái này là lọc bù ẩm này. Đây là lọc không bù ẩm này, lọc khí này. Đây là lọc tự động này. Đấy. Còn đây là điều chỉnh về tốc độ của quạt. Nó có này, ví dụ thấp này, trung bình này, turbo này. Còn đây là tự động này. Hiện tại ta đang để tự động nhé. Đây là luồng không khí. Luồng không khí ở đây là khói bụi nhà này. Đấy. Đây là chế độ khử mùi. Ta đang chọn đây là chế độ khói bụi nhé. Đây là khử mùi này. Còn trên này là tự động. Đây, ta chọn đây. Đây là tự động. Đấy. Tự động thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn khi mà chất lượng không khí nó xấu đi. Đấy. Đây là Econavi này. Đấy. Ta bật Econavi, tiết kiệm điện thì đèn Econavi sáng. Còn đây là các chế độ như chế độ hong khô quần áo này, nó sẽ sử dụng công nghệ nano e để mà khử khuẩn. Đây hiện giờ tắt máy này, đây là khóa phím này. Khóa phím thời gian giữ 3 giây. Đây có cảm biến này, thứ nhất là cảm biến về bụi ở trên. Thứ hai là cảm biến ở đây là cảm biến về chuyển động, phát hiện con người. Thì ở chức năng này rất là hay ở chỗ khi nó phát hiện ở trong phòng mà không có người thì nó sẽ giảm tốc độ lọc đi. Đấy. Và trên này có cái cảm biến ánh sáng này. Khi người ta che nó đi thì đèn phía trước sẽ tắt. Đấy. Che cảm biến thôi. Đấy, đèn phía trước sẽ tắt này. Nên là buổi tối đi ngủ ta không lo cái phần đèn làm ảnh hưởng giấc ngủ nhé. Rồi ok, một chiếc lọc khí hết sức là đẹp đến từ thương hiệu Panasonic, mã của nó là VXH70, công suất là 66W, sử dụng cho phòng 45 đến 40 45W là 40 đến 45 mét vuông là ok.
Bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc máy lọc khí Panasonic thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại hoặc là Zalo của shop nhé, 0828 868 999 hoặc là số 0917 379 959. Shop ship hàng toàn quốc nhé. Bác con nào ở khu vực Hà Nội có thể qua trực tiếp Phú Diễn, Bắc Từ Liêm để xem hàng, test hàng và mua sản phẩm nhé. Đấy, rồi ok, cảm ơn các bác ạ.